Vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm vườn, nhất là các bác làm cây. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác một cái gói đạm truyền cây, là một cái dụng cụ chuyên nghiệp để các bác truyền cho cây yếu, cây kém sức sống, cây vàng lá, cây kẹt rễ, cây công trình mà các bác đánh về mà thấy nó kém sức sống nhá, rụng lá, héo đi, thì các bác hãy sử dụng cái gói truyền dịch. Truyền dịch này thì cái thể tích của nó là nước các bác ạ. Nó là đạm truyền dịch dạng lỏng. Với cái gói truyền dịch này thì đây là một thùng truyền dịch nhá. Em đang sắp hàng để gửi cho các bác. Một thùng truyền dịch thì sẽ gồm có 10 gói. Và cái này thì em sẽ gửi lẻ. Nếu như các bác mà dùng ít thì các bác có thể sử dụng một gói, hai gói. Còn các bác dùng nhiều thì các bác sử dụng tới mấy thùng nhá. Đấy. Cái thùng này với cái giá thì cũng sẽ rất chi là tốt. Để các bác mà theo dõi một chút thì em sẽ nói giá để các bác nhà mình được biết. Một cái gói truyền dịch này thì nó sẽ đi theo một cái dây chuyền. Đây là một cái dây chuyền nhé. Cái dây chuyền này thì cái đầu nó này, cái đầu này là các bác sẽ lắp vào cái phần này này. Các bác mở lắp ra, lắp vào cái phần này. Đấy, lắp vào phần này nhá. Em hướng dẫn một chút để các bác nhìn nắm bắt được. Các bác sẽ lắp vào cái phần này, tháo cái lắp này ra. Và ở đuôi cái truyền dịch này thì nó sẽ có hai cái đầu cắm. Đây là hai cái đầu cắm này. Nếu như các bác mà mua một cả thùng truyền này thì một thùng nó sẽ đi theo một cái mũi khoan ở trong thùng các bác nhé. Sẽ đi theo một cái mũi khoan để các bác khoan cắm cây vào. Cắm vào cây đấy ạ. Cái này các bác có thể tùy chỉnh theo mức độ nhỏ lớn nhá. Đấy, nếu như cây mà các bác chỉnh theo cái mức độ nước nhỏ thì nó chảy rất là chậm. Với cái gói truyền dịch này thì bên cơ sở em Thảo vẫn đang nhận gửi hàng và ship hàng trên toàn quốc. Ở cái đợt này thì các bác làm cây rất nhiều, các bác cũng đang cần cái dụng cụ tiếp sức cho cây. Thì đây là một cái loại truyền dịch tốt nhất của hãng Đài Loan. Trong tất cả cái dòng truyền dịch thì nó sẽ có cái hãng GG này và cái hãng một hãng nữa nhé. Bên cơ sở em đang đặt, cũng sắp sửa về rồi để phục vụ các bác. Với rất nhiều những cái dụng cụ, cái gói truyền dịch thì em sẽ đưa tới các bác những cái gói loại tốt nhất đấy ạ. Chứ nhiều lắm, nhưng em không bán tràn lan, em chỉ bán 1 đến 2 loại thôi. Để các bác yên tâm khi sử dụng cái gói này. Thể tích của nó thì sẽ là 1 lít các bác ạ. 1 lít, gói rất chi là dày dặn này. Đấy, đây là cái gói vàng. Còn có một cái loại màu xanh con ong đấy nhá. Bên cơ sở em vẫn đang đặt và sắp về rồi. Cái gói truyền dịch này thì nếu như các bác mua cả thùng, em sẽ đóng cả thùng như này, em gửi tận nhà các bác. Còn các bác mà mua lẻ 1 gói, 2 gói, 3, 4 gói tùy thuộc theo các bác sử dụng nhá. Nếu như các bác mua 1 gói thì giá của nó thì sẽ vào là 250.000 miễn phí ship. Các bác mua 2 gói thì nó sẽ là 450. Và các bác mua cả thùng thì giá của nó chỉ vào mười mấy thôi. Đấy, em thông báo luôn như thế để các bác nhà mình mà làm công trình, làm số lượng lớn ấy, thì đây em bỏ cái dây chuyền ra một chút để các bác nhà mình xem nắm bắt nhé. Chia sẻ luôn với các bác. Đây là một cái dây truyền dịch này. Cái dây này của nó rất là mềm dẻo. Rất mềm và dẻo. Một gói thì sẽ đi theo một dây như này. Nếu các bác mua một gói thì em sẽ gửi một gói và một dây như này nhá. Còn mua cả thùng thì em quận hết là như thế này rồi. Giờ các bác chỉ việc truyền thôi. Cái dụng cụ này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Một thùng này thì nó sẽ có 10 gói. Thế thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Và các bác mà lần đầu tiên khi xem được video này, liên hệ trực tiếp. Anh Trường ơi, từ từ đã. Liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video nhé. Và các bác mới xem được video mà đang quan tâm tới nhiều những cái dụng cụ làm cây, đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, nhấn hai lần vào quả chuông để xem được rất nhiều những cái dụng cụ của bên cơ sở em qua những cái đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.